Câu chuyện về triệu phú tật nguyền Alan Nagao. Sinh ra bị dị tật bẩm sinh, chỉ có một chân và một tay lành lặn ở Hawaii, USA. Đi học luôn bị bạn bè trêu chọc là con quái vật vì luôn đội một chiếc nón bảo hiểm trên đầu. Sinh ra với thân thể tật nguyền nhưng tâm hồn thì luôn lành lặn. Ông trời đã lấy đi của tôi một chân và một tay nhưng đã ban cho tôi một nụ cười. Và tôi sinh ra tật nguyền chắc hẳn vì một lý do nào đó. 18 tuổi, ông bắt đầu kinh doanh diều và ông đã thất bại. Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện và ông đã gặp được Joseph Green, truyền nhân đời thứ nhất của Napoleon Hill, đã truyền thụ cho ông bí mật của nghĩ giàu và làm giàu. 3 năm theo học đã giúp Alan Nagao thành công với kinh doanh diều. Và kiếm được hơn 20 triệu đô la với kinh doanh Zozo và hơn 10 triệu đô la từ kinh doanh với Internet. Và Alan Nagao đã truyền dạy bí mật từ cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu cho hàng triệu người trên thế giới để có cuộc sống thành công và hạnh phúc. Vậy một ngày của triệu phú tật nguyền Alan Nagao diễn ra như thế nào? Video được ghi lại trong hành trình thực hiện giấc mơ chấm dứt nạn đói trên toàn thế giới tại Việt Nam. 6 giờ sáng. Mỗi buổi sáng, Alan Nagao đều dành ra cho mình 20 phút để thiền định. Và sau khi thiền định xong, thì Alan Nagao vệ sinh cá nhân. Và chúng ta thấy để có thể hoạt động một ngày với một chân, đó là một điều rất khó khăn. Xin chào tất cả các bạn. Một ngày bình thường của Alan Nagao là tôi sẽ thiền trong vòng khoảng một tiếng. Nếu tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, tôi sẽ thực hiện quy trình thiền 1 giờ. Và sau đó, tôi đọc tuyên bố công thức sự tự tin. Tập một vài động tác thể dục cơ bản. Những động tác đơn giản thôi. Ví dụ như đưa giơ tay lên và kéo xuống, giật đi giật lại liên tục và 30 nhịp và làm thật nhanh. Nó giúp cho cơ thể tôi thoát khỏi và được sẵn sàng cho một ngày mới thành công. Tiếp theo tôi sẽ viết xuống top 5 của cuộc đời của mình. Top 5 của 5 năm và top 5 trong 1 năm, trong 1 tuần và trong ngày hôm nay. Và với một tiếng thiền, và tôi tập một vài động tác thể dục. Và sau đó tôi viết top 5. Đọc bản tuyên bố, đọc công thức sự tự tin và chuẩn bị 30 phút. Và vào lúc 6 giờ 30 phút, tôi đã sẵn sàng để ra khỏi nhà. Vì thế tôi sẽ đi tắm, làm sạch cơ thể, rửa thật sạch mặt gương mặt của mình, mặc một bộ quần áo thật là đẹp. Một chiếc áo thật là đẹp và sau đó tôi đã sẵn sàng để đi. Nào, đi thôi! Và bây giờ là 7 giờ. Bắt đầu một hành trình.
8 giờ Training Coach. Chín giờ Training Đại học Triệu Phú. Mười ba giờ trưa, ăn trưa cùng đối tác tại Việt Nam. Hai mươi hai giờ bắt đầu ăn tối cùng đội ngũ coach. 23:30 kết thúc một ngày thành công. 1 nhà lãnh đạo lớn, một đa triệu phú với lối sống đơn giản, tràn ngập tình yêu thương và cống hiến cả cuộc đời vì một thế giới tươi đẹp. Alan Agao sinh ra với thân thể không lành lặn, nhưng đã lựa chọn một cuộc sống, một cuộc đời với tâm hồn lành lặn. Mỗi ngày Alan Agao làm việc hết sức mình vì một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn đã học được gì từ câu chuyện này? Bạn, một cơ thể lành lặn, bạn chọn sống cuộc đời với tâm hồn lành lặn hay tàn tật? Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.